Đang có mặt tại gian hàng của Đông Phen, đây là Drive Your Dream. À, thì bây giờ là bạn Khánh sẽ giới thiệu các bạn dòng xe mới, đây là xe T5. Xin chào các bạn. Thì hiện tại Đông Phân Việt Nam đã cho ra mắt một chiếc xe mới, đó là chiếc Đông Phân T5. Thì chiếc xe này có rất là nhiều đầy đủ cái công nghệ hiện nay cũng như là cái thiết kế rất là hợp thời trang. Đầu tiên thì kể đến phần công nghệ của chiếc xe thì nó được sử dụng động cơ tiên tiến lấy từ BMW với 1.6 lít và cái hệ thống turbo đạt được mã lực gần 200 mã lực và mô bánh xoắn của nó lớn lên đến 280 Nm. Chiếc xe này có rất nhiều công nghệ, chẳng hạn như là ABS, CSP hỗ trợ đỡ đèo xuống dốc, phanh tay điện tử, ta lái, trợ lực điện. Và điều đặc biệt thú vị nằm ở phần nội thất của chiếc xe. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn. Thì đầu tiên phải kể đến là thứ nhất là ta lái trợ lực điện có bọc da luôn. Và màn hình sau cái ta lái lên bảng táp lô có một cái màn hình LCD ở giữa. Tiếp theo là một cái màn hình giải trí cỡ lớn, kích thước lên đến 12 inch và có hệ hỗ trợ Google Maps cũng như là YouTube cho bạn có thể giải trí và đi đường an toàn hơn. Wow, rất bự luôn nha. Chiếc xe được trang đặc biệt ở ghế tài thì mình có hệ thống chỉnh ghế điện trước sau và chỉnh lưng ghế cũng như là có bơm túi khí cho người lái để khi đi hành trình xa thì sẽ không có bị mỏi lưng. Ở đây có một bệ tì tai rất lớn nha, một hộp chứa đồ rất lớn luôn. Và tiếp đến khoang thứ hai nhé. Hàng ghế thứ hai cũng được bọc da với hai màu tương phản nhau. Hàng ghế thứ hai của chúng ta thì cũng có một cái hốc gió phía sau để giúp cho người ngồi phía sau mát hơn. Và đặc biệt hàng ghế thứ hai mình có thể gập lại theo kiểu 46 để tăng thể tích chứa đồ lại cho khoang hành lý phía sau. Wow. Một cách rất là dễ dàng luôn, mình có thể chỉ dùng một tay mở được rồi. Và ghế bên kia cũng y như vậy luôn. Thì thể tích hành lý phía sau thì rất là rộng luôn các bạn. Và mình dựng lên cũng rất là dễ luôn. Rất nhẹ nhàng luôn. Thì ghế phía sau hoàn toàn được bọc da nhé. Và tiếp theo mình sẽ đến với khoang hành lý của xe. Trước khi vào khoang hành lý thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là một cái đèn hậu mới của chiếc T5. Nó được kéo dài một cụm led, dây led kéo dài luôn, rất đẹp, sẽ tạo nên cảm giác đó ấn tượng khi mình đi vào ban đêm. Có sao mở rất nhẹ mặc dù không phải là mở điện. Cái không gian hành lý phía sau thì rất là rộng luôn, lên đến 495 lít. Nếu mà bạn gặp hàng ghế ngay lại sẽ lên đến 1.300 lít. Và ở đây mình có một tấm ngăn, góc ngăn rất là tiện lợi cho bạn có thể ngăn cách cái hành lý ở chứa ta khi phải xuất đồ, rất tiện lợi luôn. Chủ thường cái gì vậy? Tại sao lại đang chủ thường cái gì vậy? iPhone gì vậy?